Đây thì mình giới thiệu một cái mẫu mạch MD9840 ha. Đây thì mẫu mạch này nó có DB lập trình chống hút MD9840IC ha, 150W. Thì nó cho mình quýnh với cái 4 tắc đơn hoặc 3 tắc đôi ha. Đây Bluetooth này, tốt này, nó có nhiều cái chức năng hay lắm. Có livestream này. Thì phần keo cơ là lập trình ha, có chống hút. Đây mình thử những cái phím chức năng hay nè, trong thuyết trình thì những cái chức phím này nó hay lắm. Dặn lên đây, hay không? Còn bên này là mod Bluetooth này, ghi âm này, ưu tiên mic này, mấy nút này thì anh em đều biết rồi. Đây là những cái phím mà hay này, những cái Bluetooth khác là sẽ không có nha. Rồi in-out là cho phép mình sử dụng là trong nhà ngoài trời. Chút xíu mình test cho các anh em coi. Mail thì tiếng giả đàn ông, female tiếng giả đàn bà, baby là tiếng nít ha. Đây là phần livestream này, layer dùng nữa mình kết nối với một cái điện thoại, một cái iPad ha. Đây là phần micro cho livestream. Đây là phần tai nghe. Này là cái tắt mở của cái phần mic nha, tắt mở của phần micro. Này là volume của tai nghe. Nghe em lưu ý ha. Đó. Rồi bên trong đây, bên trong IC-MD9840. Rồi, mặt dưới của nó đây. Có chỗ gắn led nháy theo nhạc. Có chỗ lắp micro không dây. Đây. Lắp mic 5V, 8V đều được hết. Ngõ ra một kênh, mình lắp lo đôi hoặc lo đơn đều được. Ở đây mình đang test trên cái lò 4 tấc ha, lò 4 tấc. Con 51 từ 140, lo chung, đây chép 250. Đây mình thử mấy cái phím chức năng này cho anh em, các anh em xem hay lắm. In out. Ví dụ như ngồi chơi thì nó sẽ như sau. Bật nhạc lên. Ha, nó khác không? In nó trong nhà, nó hãm cam lượng nhạc lại liền. Còn ngoài trời thì mạnh lên. Em ơi anh sợ một ngày mình mất nhau. Rồi chuyển qua phần là micro đây. Thì đối với cái những cái mẫu mạch đời mới của bên mình toàn bộ là đều có chống hút hết ha. Đây, chống hút hết. Gọi là chống hút. Vì sao? Khi mình đưa vô thẳng là nó kêu tiếng re re, chứ nó không phải là, nếu mà không có chống hú là rít một cái ngắt mạch liền này. Nó phải có tiếng đó, cái tiếng đó gọi là tiếng chống hú. Đưa vô nó kêu tiếng re re. Khi chống hú nó có cái lợi là nó mình ca ngồi gần lo có ca được, và thứ hai là nó bảo vệ được cái lo chép không có hư, lo chung cũng không có hư, lo bass không bị nhão. Đó là những cái điều mà lo kéo là ưu tiên phải có chống hú. Nếu không có chống hú là cái thiết bị mình rất mau hư, bo mạch mình dở nóng cũng mau hư. Đó là cái lợi thế của bo mạch mà có chống hút. Rồi mình thử test tiếng micro cho các anh em xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó thì cái tiếng micro lúc này là tiếng micro của lập trình ha. Reverb echo luôn ha. Reverb echo. Thì ở đây các anh em chỉnh mid-volt echo phối cho hợp lý. Ví dụ như mình giảm echo xuống là nó ra tiếng reverb, gần reverb cho các anh em luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giảm xuống chút nữa. 5, 6. Rồi, nói trở lại cái phần 3 này. Này là khi mình ca mình giả tiếng đàn ông đi. 1, 2, 3, 4. Giả tiếng ông già đó. 1, 2, 3, 4. Giả tiếng phụ nữ nè. Bấm thoát ra trở lại bình thường. 1, 2, 3, 4. Bấm vô, này lập trình mà. 1, 2, 3, 4. Giả tiếng phụ nữ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha.
Dạ tiếng em bé nè. 1, 2, mic sợ, mic tài, chứ đừng, 1, 2. Đó. Giờ mình thử giả tiếng phụ nữ đi. Mình thử ca một bài nhẹ nhẹ thôi. Đàn ông giả tiếng phụ nữ đi. Hấp dẫn ha, cực hấp dẫn cho các anh em. Kết thúc video thôi.